Hôm nay chúng ta nói đem Phật A-di-đà để vào tâm, ngoài Phật A-di-đà ra thì không có bất cứ ý niệm gì. Đây là nhất tâm hệ niệm. Đây không phải là nhất tâm bất loạn, là nhất tâm hệ niệm. Đây là nguyên văn Kinh Di Đà. Nếu chúng ta công phu nhất tâm hệ niệm, khi lâm chung sẽ được bổn nguyện gia oai. Ánh sáng của Phật vừa chiếu, chúng ta sẽ biến thành nhất tâm bất loạn. Nên Ngài La Thập không dịch sai. Cúng dường rất quan trọng. Trong cúng dường chư vị cần phải ghi nhớ, cúng dường Pháp là lớn nhất. Tôi tin rằng Kinh Kim Cang mọi người đều đã đọc. Người học Phật chưa có người nào chưa đọc qua Kinh Kim Cang. Quý vị xem trong Kinh Kim Cang, Đức Phật vừa so sánh thêm, thậm chí là nói lấy bảy thứ quý giá trong đại thiền thị giới đem ra bố thí cũng không bằng gì người khác nói bốn câu kệ. Bốn câu kệ là bố thí pháp, chính là nói rõ về công đức của pháp bố thí. Bố thí tài tuyệt đối không thể so sánh được. Vì sao? Bố thí tài chỉ có thể giúp đỡ người khác khi cuộc sống vật chất của họ thiếu thốn, chỉ có thể làm được như vậy, không thể nào nâng cao cảnh giới cho họ. Còn bố thí pháp có thể giúp chúng sanh khai ngộ, có thể giúp chúng sanh chứng quả. Điều này bố thí tài không làm được. Cho nên cúng dường Như Lai quan trọng nhất là gì? Y giáo phụng hành là cúng dường. Hôm nay chúng ta nói cúng dường là phát tâm Bồ Đề, một lòng chuyên niệm Phật A-di-đà. Đó chính là chân chánh cúng dường Phật A-di-đà. Cúng dường Phật A-di-đà, đồng thời cúng dường tất cả chư Phật Như Lai trong ba đời mười phương. Như vậy công đức niệm Phật không ghê gớm sao? Niệm câu A-di-đà Phật này với tâm chân thành, tâm cung kính, là cúng dường tất cả chư Phật Như Lai trong biển pháp giới hư không giới. Người hiểu được sẽ tu, người không hiểu dù có tu như thế nào cũng tu không thành. Thậm chí còn có người nói pháp môn tịnh độ là để người nghèo tu, chứ người đại phú đại quý phải tu mật tông. Mật tông cúng dường, quý vị xem thật là kim ngân châu bảo đều đem hết ra để cúng dường. Thật không ngờ một câu A-di-đà Phật của người nghèo đều vượt qua sự cúng dường vô lượng vô biên châu bảo của mật tông. Đây là cúng dường pháp. Còn họ cúng dường những thứ này là cúng dường tài bảo, không thể so sánh với cúng dường pháp. Thiện căn tương tục, chỉ cần tâm cung kính chân thành niệm câu A-di-đà Phật này thì thiện căn của vô lượng kiếp sẽ nối lại, sẽ tương tục vô khuyết giảm cố, không thiếu, không tổn giảm. Thiện tu tập cố, trong việc tu học đây là thù thắng nhất, thiện nhất, tốt nhất. Trong tám vạn bốn ngàn pháp môn, tu tập là điều thiện lớn nhất, thiện nhiếp thủ cố. Chúng ta nhiếp thủ thu hút điều gì? Chúng ta nhiếp thủ thế giới cực lạc, chúng ta nhiếp thủ Phật A-di-đà. Nhiếp thủ Phật A-di-đà là nhiếp thủ trí tuệ viên mãn
của Phật A-di-đà, nhiếp thủ 48 nguyện của Phật A-di-đà, nhiếp thủ đại nghiệp độ sanh của Phật A-di-đà. Còn gì có thể thiện hơn điều này? Không có, tìm không thấy. Thiện thành tựu cột, thành tựu thế giới cực lạc. Thế giới cực lạc vốn là Phật A-di-đà thành tựu. Ngày nay chúng ta thành tựu là dáng vàng nơi thế giới cực lạc, trang nghiêm thế giới cực lạc. Thêm ánh sáng cho thế giới cực lạc. Khiến oai thần của Phật A-di-đà ngày càng lớn. Sự siêu diệt thù thắng của Phật A-di-đà ngày càng hiện rõ.